xuân như một tách trà. Bỏ qua clip này khá giật mất bà đó thanh xuân luôn. Ok, lên cho anh em con GK VN thanh xuân. Thanh xuân thì có gì hot thì cùng mình xem hết clip này nhé. Trước hình như nó là hai mẫu riêng biệt anh em ạ. Và bây giờ thì mới được mix vào. GK VN thanh trước là mút xanh, còn GK VN xuân là mút hồng. Và bây giờ đã thay đổi hết là thành mút trắng rồi. Mình không biết đồng bộ với nhau hết không, hay là cặp này chiếc này, cặp kia chiếc kia. Hiện tại đôi của mình đang đeo là chiếc bên phải là màu xanh, còn chiếc bên trái là màu hồng. Tương tự như lính đời và lửa, logo của GK VN vẫn được thiết kế to đùng ở đôi găng như này anh em ạ. Phần đấm bóng thì mình cảm thấy khá là chắc chắn và êm. Kiểu ngón của đôi thanh xuân này là Ego Cut, loại bỏ khuyết điểm bị kích ở đầu ngón tay của kiểu ngón Negative. Thanh giáp của đôi thanh xuân này là một vòng có giãn và vẫn được thiết kế có phần in tên để cho anh em muốn in tên vào. Tiếp theo về phần mặt mút, thanh xuân vẫn được trang bị mút New Basic cực kỳ dính và mềm mại luôn. Thanh xuân, lính đời, phá, lửa thì bốn đôi này thì đều trang bị mút New Basic hết. Mút New Basic thì quá ngon rồi, vẫn được trang bị thanh chống chảy. Nói chung là thanh chống chảy cực kỳ quan trọng nhá. Đa phần những đôi găng anh em chơi thì sẽ bị hư cái phần lòng mút, thì thanh chống chảy sẽ hỗ trợ anh em là hạn chế cái việc rách ở cái phần lòng mút như thế. Ok, đấy là tất cả những gì thanh xuân được thiết kế và trang bị. Ok, giờ thì anh em cùng chiêm ngưỡng với mình xem thanh xuân sau khi đi vào thì form tay sẽ như thế nào nhé. Đôi này là đôi đầu tiên mix mà mình mua, nói chung cũng rất gì và này nọ anh em ạ, kiểu một là một cái gì đó mới lạ với mình. Khi đi vào thì form cảm thấy rất là ôm tay và cho một cái cảm giác an toàn cho đôi tay của mình. Nói chung là anh em thấy đẹp không? Còn mình thì mình chấm đẹp rồi đấy, 9/10 anh em nhá. Giờ thì anh em cùng đi test độ dính mình phát nhỉ. Nói chung là mút New Basic thì quá dính rồi, không có gì phải bàn, ngon anh em ạ. Giá niêm yết của đôi này là 580k nhưng hiện tại đang được sale 10% còn 522k thôi. Anh em tranh thủ sắm một đôi để khai xuân nào. Mình là Hồng Sơn GK, follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nhé. Bye bye anh em.